Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ của Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn bước vào phần đọc tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Một công tố viên hàng đầu của Venezuela đã chính thức mở cuộc điều tra hình sự nhắm vào những nhà lãnh đạo đối lập của Venezuela. Bản tin mới nhất cho biết thì Bộ Tư pháp của Venezuela loan báo rằng là một cuộc điều tra hình sự sẽ diễn bắt đầu từ ngày thứ Hai, nhắm vào các đối thủ chính trị của ông Maduro và kêu gọi lực lượng vũ trang quốc gia là chấm dứt tình trạng hỗ trợ cho chính quyền của ông này. Theo hãng thông tấn AP báo cáo thì Bộ trưởng Tư pháp có tên là Tarek William Saab đã đưa ra một bản statement về cuộc điều tra nhắm vào các đối thủ chính trị của ông Maduro là ông ứng cử viên Edmundo González và nhà lãnh đạo đối lập là bà Maria Corina Machado. Và trong đó, vài giờ trước khi mà ông này loan báo cuộc điều tra trên, thì chính quyền của Maduro đã cho bắt giữ một loạt những người đã biểu tình phản đối kết quả bầu cử ngày 28 tây tháng 7 vừa qua. Trên trang Platform X thì ông Saab cáo buộc rằng những người này đã đưa ra những cái loan báo và không đúng sự thật, và trong đó người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống là được xác nhận bởi cái hội đồng bầu cử quốc gia, và nơi đây là cái nơi được xem là có thẩm quyền để thông báo kết quả bầu cử. Và ông Saab lên tiếng và cáo buộc rằng bà ông González và bà Machado là đã cố tình kích động cảnh sát và giới quân sự để mà chống lại luật lệ của quốc gia. Và theo tường trình của ông Saab cho biết thì ông González và Machado đã lên tiếng vi phạm vào một cái luật hình sự khi mà kêu gọi lực lượng cảnh sát và lực lượng quân đội chống lại cái hệ thống pháp trị của quốc gia này. Đây được xem là một trong những lời cáo buộc của ông ta đưa ra. Và trong khi đó thì Machado và ông Gosley cho biết rằng chúng tôi đã thắng trong cuộc bầu cử này, không còn nghi ngờ. Trước đó thì hội đồng bầu cử của quốc gia cho biết rằng là phía của ông Maduro thắng được 51%, còn phía đối lập chỉ được có 44%. Tuy nhiên thì phía đối lập cho biết là họ đã thu lượm tất cả các bản dữ liệu báo cáo của 80% trong tổng số 30.000 phòng phiếu trên toàn quốc và chứng minh rằng họ đánh bại ông Maduro. Đây được xem là một trong những hành động mới nhất mà Maduro đã nhắm vào tất cả những giới đối lập và tìm cách truy bức những giới đối lập. Trong khi đó thì trong hôm thứ Bảy thì Maduro cho biết là ông ta đã bắt giữ 2.000 người và sẵn sàng sẽ đưa 2.000 người này vào tù về tội gọi là gây mất trật tự xã hội của Venezuela. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nghi can của Nga nghi ngờ rằng là Ukraine sẽ tấn công trong cái ngày gọi là diễn hành hải quân của Nga, theo tường trình của giới truyền thông Nga đưa ra. Bản tin từ Moscow cho biết Nga đã nghi ngờ rằng Ukraine đang dự tính tấn công vào Nga trong cái ngày gọi là ngày diễn hành hải quân của Nga, có sự hiện diện của ông Vladimir Putin hồi tháng trước, và Moscow đã tiếp xúc với Washington về những lo ngại này, theo giới truyền thông của Nga đưa ra trên đài truyền hình. Và đài truyền thông của Nga cho biết chi tiết về việc mà cơ quan mật vụ của quốc gia đã cung cấp đầy đủ tất cả những chi tiết. Trong đó thì Bộ Ngoại giao của Ukraine vẫn không lên tiếng cho biết về cái biến cố này. Trong bản báo cáo cho biết thì Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga là Sergei Ryabkov đã lên tiếng cho biết rằng lo ngại là sẽ có cuộc tấn công vào cái khu vực của Nga trong lúc mà đang có cuộc diễn hành, khi mà Bộ trưởng Quốc phòng của Nga là Andriy Belousov đã tiếp xúc với lại Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là Lloyd Austin về sự nghi ngờ này. Tuy nhiên thì hãng thông tấn Reuters vẫn chưa xác nhận được cái nguồn tin trên. Tờ New York Times báo cáo là ông Austin đã có cú điện thoại với lại Belousov, được làm là Bộ trưởng Quốc phòng của Nga, trong ngày 12 tháng 7 về việc mà chiến dịch của Ukraine có thể đang dự tính tấn công vào thủ đô Moscow và ngay trong cái ngày diễn hành hải quân của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, phía Do Thái cho biết hàng chục chiến binh của Palestine đã bị sát hại ở dải Gaza trong vòng 24 giờ qua. Bản tin từ Jerusalem cho biết thì lực lượng quân đội của Do Thái cho biết họ đã sát hại ít nhất là 45 chiến binh của người Palestine tại dải Gaza trong một ngày qua, giới quân sự cho biết vào ngày thứ Ba. Trong đó thì các cuộc giao tranh giữa phía của Do Thái và nhóm Hamas đang diễn ra gần như
là đã có một cái cuộc giao tranh gay gắt và khốc liệt ở thành phố Rafah, và lực lượng quân sự cho biết là các viên chức của Hamas đặc trách về việc gọi là di chuyển tất cả những cái vũ khí và các cái đường dây đưa nhiên liệu vào khu vực này đã nằm trong số bị thiệt hại, và trong đó gần như là cuộc tấn công này diễn ra khá là khốc liệt. Trong ngày thứ ba thì các cuộc không tập đã khiến cho 5 người Palestine ở tại trại tị nạn có tên gọi là Al-Bureh đã ở trung tâm của dải Gaza, và cũng trong đó có 2 người khác cũng đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công không tập tại Rafah gần phía nam của dải Gaza, tức là biên giới với Ai Cập. Và Hamas vẫn chưa cho biết là số lượng chiến binh của họ bị thiệt mạng như thế nào. Đây được xem là cuộc giao tranh khá gay gắt diễn ra giữa lúc mà tình hình Trung Đông đang có nguy cơ làm mở rộng cuộc chiến tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì lực lượng hải quân Hoa Kỳ cho biết đã có cái hàng không mẫu hạm thứ 4 có mặt ở tại khu vực Trung Đông để kiềm chế tất cả những cuộc gọi là cuộc chiến có thể xung đột bùng nổ lớn hơn. Lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã gửi thêm một hàng không mẫu hạm tới Trung Đông, và đây là chiếc hàng không mẫu hạm thứ 4 đang có mặt tại đây giữa lúc đang có cơn hỗn loạn và khu vực này có thể bùng nổ một cuộc chiến lớn hơn, theo tường trình của giới quân sự Hoa Kỳ đưa ra. Phía Ngũ Giác Đài cho biết là chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln cùng với đoàn tàu tác chiến trước đây đã có mặt ở tại Á Châu Thái Bình Dương và bây giờ đang chuyển qua khu vực của Trung Đông giữa lúc mà đang có sự căng thẳng tại đây. Và sự thay đổi này diễn ra sau khi mà các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ, đặc biệt là khu vực Trung Đông, đang có tiềm năng là lực lượng của Iran và kể cả các vệ tinh của họ sẽ tấn công trả đũa nhắm vào Do Thái để trả thù cho hai lãnh đạo của hai nhóm dân quân tại đây đã bị thiệt mạng, gồm có của Hamas và của Hezbollah. Hiện vẫn chưa rõ là hàng không hạm Lincoln cùng với lại các tàu tác chiến tại đây có tới sát ở khu vực hay không. Tuy nhiên thì họ đang di chuyển qua Trung Đông và ở gần khu vực của biển Địa Trung Hải kể từ khi mà phía Hamas đã bắt đầu tấn công các cái vào dạo Do Thái vào ngày 7 tây tháng 10. Và hiện nay thì phía Hoa Kỳ cho biết từ hồi tháng 10 thì họ đã ra lệnh cho chiếc hàng không hạm Gerald Ford cùng với đoàn tàu tác chiến là trú đóng ở tại bờ biển Địa Trung Hải phía đông để mà kiềm chế tất cả những cái cuộc tấn công nhắm vào Do Thái, và một đoàn hàng không mẫu hạm khác cũng đã được di chuyển tới đây. Và hiện nay thì phía Hoa Kỳ cũng đã sử dụng hàng không mẫu hạm Eisenhower cùng với đoàn tàu tác chiến đã có mặt ở khu vực của phía đông Địa Trung Hải cũng như là ở khu vực biển Hồng Hải trước các cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo Houthi. Và đây được xem là các hàng không mẫu hạm mà Hoa Kỳ đã khai triển tới Trung Đông nhằm kiềm chế không để cho cuộc chiến này được lan rộng ra sau khi mà có cái ý định trả đũa từ phía Iran vận lẫn các vệ tinh của họ nhắm vào Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và trước khi Do Thái bị tấn công thì các trại đóng quân của Hoa Kỳ đã bị tấn công trước. Bản tin mới nhất cho biết một trại đóng quân của Hoa Kỳ tại Iraq đã bị tấn công bằng đạn rocket và khiến cho một số binh sĩ bị thương. Bản tin mới nhất cho biết thì một trái đạn rocket đã tấn công vào một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq gây thương tích cho một số binh sĩ Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai. Các giới chức cho biết và giữa lúc đang có tình hình gia tăng tại đây. Đạn rocket này được xem là một trong những loạt tấn công mới nhất nhắm vào mục tiêu của cái trại trú quân của Hoa Kỳ có tên gọi là Al-Assad ở tại phía tây của Iraq, nơi mà lực lượng binh sĩ của Hoa Kỳ và một số lực lượng của đồng minh trú đóng tại đây để mà dẫn đầu một cái liên minh chống lại nhà nước Hồi giáo ISIS. Và căn cứ trên các báo cáo cho biết thì cái rocket này đã bắn vào trúng trong cái trại đóng quân của chúng tôi, một phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài đưa ra, và gây thương tích cho một số binh sĩ Hoa Kỳ. Trong khi đó thì cái phía của nhóm tấn công là nhóm dân quân cho biết trước đó họ đã bắn hàng loạt các đạn rocket vào trong căn cứ này. Một số đạn rocket đã rơi bên ngoài căn cứ và trúng vào các ngôi làng, tuy nhiên không có gây thiệt hại. Một chỉ huy trưởng của nhóm dân quân do Iran hỗ trợ nói với hãng thông tấn AFP là có ít nhất 2 trái đạn rocket đã bắn trúng vào cái trại đóng quân này, và họ không cho biết thêm chi tiết. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công mới nhất nhắm vào căn cứ của Hoa Kỳ tại Iraq, nơi mà Hoa Kỳ đang có 2.500 binh sĩ trú đóng tại đây trong cuộc chiến chống lại nhóm Hồi giáo ISIS tại khu vực này. Tuy nhiên thì ở ngoài bên cạnh lực lượng của Hoa Kỳ thì cũng có một số lực lượng của các đồng minh của Hoa Kỳ cũng có mặt tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay, lực lượng Hoa Kỳ đã phá hủy hàng loạt các loại vũ khí của Houthi trong vòng 24 giờ qua, theo Trung tâm Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ tại Trung Đông cho biết. Trung tâm Chỉ huy quân sự Hoa Kỳ tại Trung Đông cho biết vào ngày thứ Hai là lực lượng của họ trong thời gian gần đây đã phá hủy ít nhất là 3 bệ phóng các cái drone của nhóm Hồi giáo Houthi. Trung tâm này gọi là CENTCOM cho biết là các drone này đã bắn ra từ cái khu vực mà do phía Houthi kiểm soát trên lãnh thổ Yemen ở vùng vịnh Aden, và các vũ khí này hầu hết đã bị phá hủy trong ngày Chủ nhật và cho tới ngày thứ Hai.
và CENTCOM cho biết rằng lực lượng Hoa Kỳ cũng đã phá hủy ít nhất là 3 dàn vũ khí khác nhắm vào các mục tiêu các tàu di chuyển ở trên vùng biển Hồng Hải trong vòng 24 giờ qua. Và riêng biệt thì US CENTCOM đã thành công trong việc phá hủy các cái dàn bệ phóng các cái drone của phía Houthi cùng với lại các cái bệ phóng hỏa tiễn của họ. Ít nhất là một trong những cái bệ phóng hỏa tiễn nhắm vào cái loại hỏa tiễn của họ là đạn đạo xuyên quốc gia trên vùng biển Hồng Hải, một thông cáo báo chí đưa ra cho biết. Và CENTCOM nói rằng những vũ khí này rõ ràng là đang nhắm mục tiêu đe dọa tới lực lượng Hoa Kỳ và liên minh đang tuần tra tại khu vực này. Và đây là hành động rất là nguy hiểm bởi phía nhóm Hồi giáo Houthi vẫn tiếp tục đe dọa tới cái ổn định và an ninh ở khu vực. Trước đó trong ngày thứ hai thì một viên chức Hoa Kỳ cao cấp đã xác nhận rằng John của Hoa Kỳ đã sát hại được một cái nhân vật của chuyên gia về John của Houthi trong ngày 30 tây tháng 7. Và CENTCOM cũng xác nhận rằng là một số binh sĩ của Hoa Kỳ đã bị thương trong một cái cuộc tấn công mới nhất vào ngày hôm qua ở trong một căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Iraq. Đó là bản tin liên quan tới tình hình tại Trung Đông trong ngày hôm nay. Và cùng một lượt cũng liên quan tới Trung Đông trong ngày hôm nay thì Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin cùng với lại ông Joab Gallant là Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái cho biết tấn công vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq là một hành động gia tăng đầy nguy hiểm. Tiếp theo vụ tấn công vừa qua tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Iraq thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cùng với lại Bộ trưởng Quốc phòng của Do Thái là Joab Gallant đồng ý trong cuộc điện thoại vào ngày thứ hai là cuộc tấn công của nhóm vệ tinh Hồi giáo do nhà nước Iran hỗ trợ nhắm vào căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Iraq là đang đưa ra một cái tình trạng căng thẳng gia tăng một cách nguy hiểm. Và ông Austin đã tái nhắc lại rằng Hoa Kỳ cam kết sẽ bảo vệ an ninh cho Do Thái đối diện với các đe dọa từ Iran, các nhóm Hồi giáo Hezbollah tại Lebanon và một số những nhóm Hồi giáo do Iran hỗ trợ tại Trung Đông, theo tường trình của Ngũ Giác Đài đưa ra. Ít nhất là 5 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thương, một người bị thương trầm trọng khi hai trái đạn rocket Katyusha đã bắn vào ngày thứ hai nhắm vào cái trại đóng quân của Hoa Kỳ Al-Asad Air Base ở phía tây của Iraq, theo tường trình của hãng thông tấn Reuters, chỉ ra nguồn tin của giới chức Hoa Kỳ. Và các viên chức của Iraq cũng báo cáo rằng đạn rocket cũng đã rơi bên ngoài của căn cứ quân sự này và một tấm hình sau đó đã được đưa lên và cái đạn rocket này đã rơi trúng vào một ngôi làng ở lân cận đó. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Gallant đã đồng ý trong ngày hôm nay là việc mà các nhóm dân quân có cái quan hệ với Iran tấn công vào lực lượng Hoa Kỳ ở tại Al-Asad ở phía tây của Iraq đang là một hành động gây căng thẳng đầy nguy hiểm và trong đó có thể sẽ phá hủy tất cả những cái vai trò của Iran trong việc mà Iran tiếp tục gây bất ổn tại Trung Đông. Đó là một trong những lời phát biểu của Ngũ Giác Đài đưa ra. 2.500 binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng tại cái căn cứ này, trong đó gồm luôn cả 900 binh sĩ đang trú đóng tại Syria. Trước đó thì ông Joe Biden và bà Phó Tổng thống Kamala Harris đã được cập nhật tất cả những cuộc không tập ở tại Al-Asad và có gặp gỡ với tất cả các viên chức trong Hội đồng An ninh Quốc gia tại phòng chiến thất ở trong Tòa Bạch Ốc và họ thảo luận về những bước cần thiết để bảo vệ cho lực lượng của chúng tôi và đối phó với những cuộc tấn công nhắm vào các binh sĩ của Hoa Kỳ tại khu vực này. Đó là lời phát biểu của phía Ngũ Giác Đài đưa ra. Và trong ngày thứ sáu thì Ngũ Giác Đài cho biết đã có hàng loạt những cái chính sách cứng rắn để gia tăng bảo vệ cho các vị trí của Hoa Kỳ tại Trung Đông, trong đó giữa lúc mà đang có cuộc trả đũa bởi Iran và các vệ tinh của họ nhắm vào Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã gửi một thông điệp mạnh mẽ cho Iran là đừng gia tăng trong giây phút được xem là nguy hiểm tại Trung Đông. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ đã thúc giục các quốc gia khác thông qua các cái channel ngoại giao nói với Iran là việc gia tăng căng thẳng tại Trung Đông không phải là quyền lợi của họ, theo lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã đưa ra vào ngày thứ hai và nhắc lại lời của ông Antony Blinken. Đây là giây phút gọi là quan trọng của khu vực Trung Đông. Ông Blinken cho biết là Washington vẫn tiếp cận các cái kênh ngoại giao để tìm cách giảm đi sự căng thẳng và e ngại rằng Iran sẽ có cuộc tấn công trả đũa lớn nhắm vào Do Thái. Tất cả các phía cần phải tự chế để tránh tình trạng gây căng thẳng. Ông Blinken đã phát biểu trong một cái cuộc gặp gỡ với lại Ngoại trưởng của Úc ở tại Washington là bà Penny Wong. Và tất cả các phía cần phải bước lùi một bước để giảm đi sự căng thẳng. Căng thẳng sẽ không đem lại quyền lợi cho bất kỳ một quốc gia nào. Và nó chỉ dẫn tới sự tranh chấp căng thẳng hơn, có thêm bạo động và có thêm những cái tình trạng bất ổn hơn. Lãnh đạo của Hamas là Ismail Haniyeh đã bị ám sát tại thủ đô của Tehran vào tuần trước và cuộc tấn công này đã dẫn tới tình trạng đe dọa sẽ trả đũa đối với Do Thái và lo ngại rằng cuộc chiến ở tại dải Gaza có thể sẽ mở rộng ở tại khu vực Trung Đông. Phía Iran đã quy trách nhiệm cho Do Thái và nói rằng họ sẽ trừng phạt Do Thái, trong khi
phía của Do Thái vẫn chưa lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ sát hại này. Bên cạnh đó, thì phía Do Thái cho biết họ đã thành công sát hại được một chỉ huy trưởng của lực lượng Hezbollah tại miền nam Lebanon. Và điều này có thể dẫn tới sự trả đũa lớn hơn. Ông Tổng thống Joe Biden và bà Kamala Harris đã có cuộc gặp gỡ với lại Hội đồng An ninh Quốc gia và trong đó đang thảo luận về sự đe dọa của Iran và các tổ chức vệ tinh Hồi giáo cực đoan do họ bảo trợ nhắm vào các binh sĩ Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới biến động tại Trung Đông. Trước đó thì ông Blinken cho biết là ngày thứ hai ông đã nói chuyện với Thủ tướng của Qatar là Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Ngoại trưởng của Ai Cập là Ba Abdelati và trong đó họ đang thảo luận tìm cách giảm đi căng thẳng tại khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, chiếc AC-130J được xem là một chiếc vận tải cơ của Hoa Kỳ được lắp đặt các loại súng máy và bắn hạ đánh chìm một chiếc tàu trong cái cuộc tập trận Dream Park ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương đã gây sợ hãi cho Cộng sản Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết một chiếc máy bay vận tải cơ là AC-130J được trang bị các loại súng máy và trong cuộc thực tập trong cuộc gọi là tập trận Rim of Pacific Exercise 2024 còn gọi là Rim Park đã gây sợ hãi cho Trung Quốc khi mà cái súng máy được lắp đặt ở trên cái chiếc vận tải cơ này đã bắn chìm một chiếc tàu được xem là có khả năng gọi là chống lại các cái chiến đấu cơ. Bản tin cho biết thì cái đơn vị có trụ sở đặt tại phía tiểu bang New Mexico là cái sư đoàn 27, trong đó quản lý cái chiếc AC-130J đã thực hiện cuộc tấn công vào một cái tàu gọi là đổ bộ, tức là một cái vận dương hạm có tên gọi là Austin Class, trong đó và bắn chìm trong cuộc tập trận bắn đạn thật mới nhất vào tháng trước. Và cuộc tập trận này nhằm để thử nghiệm tất cả các loại vũ khí và nó gồm có 29 quốc gia cùng với lại 40 chiếc tàu chiến, 3 chiếc tiền thủy đỉnh, 14 cái lực lượng đổ bộ và trong đó có trên 150 chiếc chiến đấu cơ và 25.000 binh sĩ đã tham gia cuộc tập trận Dream Park này được xem của năm 2024. Và trong cái đoạn video được công bố bởi Bộ Quốc phòng cho thấy là chiếc AC-130J này đã tấn công vào một chiếc vận dương hạm có tên là Duke Boot Austin Class và trong đó họ bắn dùng cái loại súng máy để bắn và cuối cùng thì nó đã bắn xa chìm cái chiếc tàu này. Đây được xem là cuộc tập trận mới nhất và là một tính chất răn đe rất cao đối với lại các chiến hạm của Trung Quốc đang hoạt động trên bờ biển Á Châu Thái Bình Dương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã chế tạo và đang có trên đường chế tạo các loại robot có hình dáng con người báo động cho Quốc hội. Và Quốc hội nói rằng lực lượng tàn hình quân sự của Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện trên lãnh thổ của chúng ta giữa lúc mà đang nghi ngờ rằng Trung Quốc đã sử dụng nguồn chip điện tử nào để chế tạo các robot này. Bản tin cho biết thì Trung Quốc đã đi trước ở trong việc mà chế tạo các robot hình người và trong đó có thể sẽ bước vào cái thị trường trên toàn cầu và một số nhà lập pháp của Hoa Kỳ đòi hỏi rằng những cái loại robot này cần phải bị ban cấm tại Hoa Kỳ vì hiện nay vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên thì một số những công ty do nhà nước Cộng sản Trung Quốc tài trợ đã sản xuất được một loạt những loại robot hình người gọi là humanoid, trong đó có khả năng là bưng đồ, có thể có khả năng là gọi là có những cái cuộc gọi là giao đấu về quyền thuật cũng như là có khả năng di chuyển và giúp vận chuyển đồ và được xem là một trong những công ty hàng đầu của Trung Quốc có tên là Unity Robotics được hỗ trợ bởi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho phát triển loại robot này bán với giá là 90.000 Mỹ kim cho một cái loại robot được xem là có một cái mức gọi là chạy nhanh ở 11 dặm/giờ cùng với lại một cái loại robot được xem là rẻ tiền trị giá khoảng 16.000 Mỹ kim. Trong đó thì những loại robot này được xem là đa dụng. Tuy nhiên thì theo lời của một viên chức nằm trong cái tổ chức chiến lược có tên gọi là US China Economic and Security Review Commission nói rằng đây là một hành động mà gần như là có thể sẽ có một cái lực lượng tàng hình về robot sẽ xâm nhập vào Hoa Kỳ và đe dọa tới Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ rằng trong vòng 12 tháng qua thì cái hệ thống ChatGPT đã giúp cho Trung Quốc có thể phát triển được cái hệ thống robot này một cách nhanh chóng hơn. Cùng một lượt thì bản báo cáo cho biết là công ty Nvidia, tức là công ty sản xuất các cái màn hình video và các chip điện tử semiconductor đã bị đưa vào thị trường đen và cung cấp cho lực lượng Cộng sản Trung Quốc, trong đó bất kể cái lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ. Trong bản báo cáo mới nhất của hãng thông tấn Bloomberg đưa ra, thì sau khi mà có tin rằng Trung Quốc đã phát triển được loại robot mang hình người, thì nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đặt câu hỏi về nguồn chip điện tử nào
đã cung cấp cho các công ty của Trung Quốc có thể phát triển được điều này. Và sau đó thì cái câu trả lời là có tình trạng buôn lậu các chip điện tử của công ty Nvidia, một công ty của Hoa Kỳ, và các cái microchip này để buôn bán và cũng như là tuồn ra cho phía của quân đội Cộng sản Trung Quốc, và gia tăng sự lo ngại bất kể việc Hoa Kỳ đã nghiêm cấm bán tất cả những chip điện tử này qua cho phía của Trung Quốc. Theo tường trình cho biết thì trong cuộc chạy đua về cái kỹ nghệ AI, Hoa Kỳ muốn kiềm chế không để cho Trung Quốc phát triển một cách vô tội vạ và tìm cách thống trị trên toàn cầu về kỹ nghệ AI cũng như robot. Chính quyền của Joe Biden đã ban lệnh cấm xuất cảng các loại semiconductor qua phía của Trung Quốc, trong đó bao gồm luôn các đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ, gồm có Do Thái, tức là Israel, Đài Loan, Singapore và Malaysia. Tuy nhiên thì việc đáng lo ngại nhất là bây giờ các cái đoạn video các cái video call của công ty Nvidia lẫn các chip điện tử của họ đã xuất hiện trong cái thị trường đen, và thị trường đen này gần như là làm việc liên kết rất chặt chẽ với lực lượng PLA. Và trong một cuộc điều tra của tờ New York Times cho thấy rằng mạng lưới network này đã sử dụng tất cả những cái công ty vỏ bọc để tìm cách mua các chip điện tử của Nvidia từ các quốc gia khác, và sau đó họ tuồn vào thị trường đen. Và từ thị trường đen này, họ đã đến cái điểm cuối cùng là lực lượng PLA của Trung Quốc và các công ty chế tạo robot của Trung Quốc. Đây được xem là bản báo cáo mới nhất cho thấy tình trạng mà công ty Nvidia đã không kiểm soát được cái lượng video call và các chip điện tử của họ cung cấp cho các khách hàng của họ trên khắp thế giới. Và những khách hàng này dường như đã bắt đầu nhúng vào thị trường đen khi mà mua chính thức từ công ty Nvidia, và họ bán với cái giá cao hơn trên thị trường đen và sẵn sàng được mua lại bởi lực lượng PLA của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Cùng một lượt, một bản báo cáo của cơ quan tình báo quốc gia là DNI cho thấy có dấu hiệu đe dọa về an ninh tình báo từ Trung Quốc và từ phía của Nga. Trong một bản báo cáo mới nhất của cơ quan DNI, tức là cơ quan tình báo quốc gia, cho biết là Hoa Kỳ đang phải đối diện với những quốc gia kẻ thù đang hoạt động gia tăng gián điệp tại Hoa Kỳ. Đất nước chúng ta đang đối diện với sự đe dọa từ những quốc gia kẻ thù trong hoạt động gián điệp, bao gồm luôn cả Nga và nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn. Đó là lời phát biểu của ông Joe Biden ra khi mà ông ký một cái đạo luật, một cái dự luật và một cái chiến lược gọi là National Counter Intelligence Strategy, tức là một cái chiến lược chống phản gián của quốc gia, vào ngày 1 tây tháng 8. Và tin tức này được đưa ra cho thấy rằng là có sự đe dọa rất mật thiết của các quốc gia kẻ thù của Hoa Kỳ. Và theo bản chiến lược này thì các giới tình báo của Hàn Quốc đang đe dọa tới Hoa Kỳ chưa từng có, đặc biệt là họ mở rộng tất cả tầm hoạt động của họ ở nhiều cái cách tiếp cận khác nhau. Và chiến lược này cho thấy là Đảng Cộng sản Trung Quốc và kể cả cái cơ quan mật vụ của Nga đang đe dọa tới các cái hoạt động tình báo của họ và đứng đầu trong việc mà hoạt động tại Hoa Kỳ và đe dọa tới người dân Hoa Kỳ. Và hiện nay thì gần như là cái hoạt động tình báo này đang đe dọa và có thể sẽ đe dọa tới tất cả các hạ tầng cơ sở quan trọng của Hoa Kỳ, trong đó bao gồm lĩnh vực sức khỏe, an toàn công cộng, vấn đề hoạt động về kinh tế, cũng như là gây ảnh hưởng vào chính sách của Hoa Kỳ cũng như là quan điểm công cộng và phá hủy nền dân chủ của chúng ta. Đây là bản báo cáo mới nhất của DNI đưa ra. DNI là cơ quan tình báo quốc gia lãnh đạo tất cả những cái cơ quan đặc trách về vấn đề phản gián và tình báo, kể cả cơ quan tình báo đối ngoại CIA. Và DNI cho biết là hiện nay họ đang thấy được dấu hiệu gia tăng hoạt động tình báo của cả Nga và Trung Quốc ngay trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Đài Loan đã thực hiện một cái chương trình TV show và cho thấy tình hình mà Trung Quốc xâm lăng đảo quốc Đài Loan như thế nào và được xem nhiều người xem tại Trung Quốc, tại Đài Loan. Tiếp theo việc mà phong tỏa về quân sự gây ra hỗn loạn thông qua cái việc mà gọi là khống chế tất cả các cái hệ thống internet cũng như là tìm cách tuyên truyền trong cái giới gọi là truyền thông xã hội. Hiện nay thì Đài Loan đã cho một cái thực hiện một cái chương trình do phía của lực lượng quân đội Đài Loan tài trợ, trong đó cho thấy là việc Trung Quốc xâm lăng Đài Loan sẽ có cái hậu quả như thế nào. Và cuốn phim và được với cái trailer đã được tung ra trong tháng này với cái tên là Zero Day, tức là ngày Zero, đã được chiếu trên đài truyền hình của Đài Loan. Và loạt phim này kéo dài 10 tập được chiếu ở trên Đài Loan cho ra thấy rằng là cái hậu quả sau khi mà lực lượng PLA, tức là lực lượng quân đội Cộng sản Trung Quốc, xâm chiếm và đổ bộ lên đảo quốc Đài Loan thì những hậu quả nào có thể xảy ra. Đây được xem là một trong những cái đoạn khá quan trọng, và đoạn trailer này kéo dài 17 phút, trong đó cho thấy tất cả những cái vị trí quan trọng của
Đài Loan đều nằm trong cái tầm tấn công của Trung Quốc, và chỉ đưa ra trong vòng có 24 tiếng đồng hồ đã có hàng triệu người xem ở trên YouTube. Và với cái tuổi 21, tôi gần như là đổ nước mắt khi tôi nhìn thấy cái điều này, khi mà 17 phút này nó cho thấy rằng rất gần gũi với chúng tôi, một có thể sẽ diễn ra một ngày trong tương lai, và kịch bản này có thể sẽ là trở thành hiện thực xung quanh chúng tôi. Đó là lời phát biểu của một trong hàng ngàn người xem cái chương trình TV này, cho thấy rằng là khi mà Trung Quốc đổ bộ lên đảo quốc Đài Loan, hậu quả của cái cuộc đổ bộ này là một sự tàn khốc và sự tàn phá vô cùng. Và họ đặt cái tên cho cái series phim này là Zero Day, và đang được xem là một trong những cái series phim đang được ăn khách nhất tại Đài Loan và được nhiều người xem nhất tại Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Trung Quốc đã bắt đầu thu lượm tất cả những cái tin tức liên quan tới sinh trắc học, tức là biometric ở tại đài ở tại khu vực Tây Tạng để giám sát. Và đây được xem là một trong những cái cuộc nghiên cứu mới nhất của một cái tổ chức nghiên cứu của Canada đã đưa lên Liên Hiệp Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì cảnh sát Trung Quốc đã tìm cách thu lượm tất cả những thông tin của những cộng đồng thiểu số trong dữ liệu, và trong đó không phải dùng để chống lại tội ác hay chống lại khủng bố, mà dường như là họ sử dụng các nguồn dữ liệu này để kiểm soát về mặt xã hội, theo tường trình của một tổ chức của Canada có tên gọi là Citizen Lab đã nộp cho Liên Hợp Quốc về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc. Và trong đó có ít nhất là có hai cái trung tâm dữ liệu về các cái sinh trắc học, tức là những cái dữ liệu riêng cá nhân của người dân ở tại Tây Tạng và khu vực của Khuyên Hai, tức là khu vực của Kinh Hải, nơi mà được xem là lực lượng mật vụ của Trung Quốc đã bắt đầu có những cái hành động gọi là bức hại đối với những cộng đồng thiểu số và những tôn giáo thiểu số tại đây. Theo tường trình của trường đại học University of Toronto, được xem là cái trường đã thực hiện cái cuộc khảo sát này. Và trong bản báo cáo gửi cho Liên Hiệp Quốc cho biết, thì việc mà thu lượm tất cả những cái biometric, tức là những cái sinh trắc học này, tức là những cái dữ liệu của người dân, không phải cho mục đích để chống tội ác hay là các tổ chức khủng bố, mà dường như Bắc Kinh đã sử dụng tất cả những cái dữ liệu này để kiểm soát về mặt xã hội và kiểm soát về mặt tôn giáo, gần như là họ sẽ ngăn cô lập tất cả những người mà bị giữ dữ liệu này. Và đây được xem là một loại vũ khí mới mà Trung Quốc nhằm để bức hại tất cả những cộng đồng tôn giáo cũng như những cộng đồng thiểu số mà họ cho rằng là có nguy cơ gây hại tới cái quyền cai trị của Đảng Cộng sản. Bản báo cáo này chính thức đã được công bố vào ngày 31 tây tháng 7, trong đó một trong những nhân vật lãnh đạo của cuộc nghiên cứu này có tên là L. Mike Dirk, thuộc cái tổ chức gọi là Citizen Lab, đã là tác giả của bản báo cáo này, thúc giục cơ quan của Liên Hợp Quốc là yêu cầu chính phủ Cộng sản Trung Quốc phải công bố đầy đủ về việc thu lượm tất cả những cái thông tin được gọi là biometric, tức là sinh trắc học. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới khu vực Á Châu ngày hôm nay, lực lượng quân sự Hoa Kỳ đã để ý tới khu vực biển Ấn Độ Dương ở xung quanh khu vực bờ biển của nước Úc để kiềm chế Trung Quốc. Bản tin từ Sydney cho biết thì một cái đảo nằm ở ngoài khơi ở tại Ấn Độ Dương thuộc quyền kiểm soát của phía Úc đang tìm cách kiểm soát tất cả những cái tàu chở dầu của Trung Quốc di chuyển qua khu vực này, giữa lúc mà Hoa Kỳ đang có những cái xây dựng về lực lượng quân sự tại đây nhằm kiềm chế Đảng Cộng sản Trung Quốc, và có thể họ sẽ theo dõi tất cả những biến chuyển này. Theo tường trình của phía Úc cho biết thì đảo này có tên là Coco Island, vốn nằm chung với lại cái bờ biển của Philippines, và khu vực của phía Timor-Leste nằm ở Papua New Guinea, nằm hướng về phía Ấn Độ Dương, và trong đó đang có một cái căn cứ quân sự Hoa Kỳ xây dựng tại đây nhằm đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên thì đảo này có dân số khoảng 600 người, nằm cách khoảng 3.000 cây số ở phía tây của bờ biển của nước Úc, được mô tả là một trong những cái tiền đồn về quốc phòng của Úc tại đây, giám sát khu vực Ấn Độ Dương. Và Trung Quốc thì đang gia tăng rất nhiều những cái hoạt động hàng hải tại đây. Lực lượng Hoa Kỳ cho biết là lực lượng hải quân của họ đã xây dựng bắt đầu từ hồi tháng 6 một cái trạm đóng quân và hạ tầng cơ sở của họ tại đảo Coco. Tuy nhiên, nơi đây có rất nhiều những tàu bè của Trung Quốc di chuyển qua khu vực này, và dường như họ đang muốn quan sát về tất cả những hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại đây. 2.000 binh sĩ thủy quân lục chiến đang trú đóng ở phía bắc của nước Úc, ở thành phố Darwin, và trong đó họ có thể sẽ được luân chuyển luân phiên tới đảo này. Và trong lúc mà phía Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi rất nhiều những tàu ngư nghiệp, những tàu trá hình là những tàu thương mại đi ngang qua khu vực này để quan sát các trạm quân sự của Hoa Kỳ ở tại khu vực nước Úc. Và khu vực này nó nằm rất gần gũi với eo biển Malacca của Singapore và được xem là một trong những cái eo biển khá quan trọng để di chuyển tất cả những tàu hàng từ Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới tình trạng mà Trung Quốc đang đe dọa tới khu vực Ấn Độ Dương.
Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, 70% các công xưởng sản xuất tại Nam Hàn đang lo ngại là những mặt hàng tồn kho phá giá của Trung Quốc có thể sẽ khiến cho họ bị thiệt hại tại thị trường của Nam Hàn. 7 trong tổng số 10 công ty sản xuất tại Nam Hàn cho biết họ đang bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi tình trạng mà Trung Quốc đã tung hàng tồn kho bán phá giá trong thị trường của Nam Hàn, khiến cho họ phải duyệt xét cái chiến lược lâu dài tại đây. Theo tường trình của Korea Chamber of Commerce, tức là phòng thương mại của Nam Hàn cho biết, thì 27.6% của 2.228 công xưởng sản xuất tại Nam Hàn cho biết là họ đã bị ảnh hưởng bởi các mặt hàng xuất cảng giá rẻ từ Trung Quốc. Và trong số này thì 42.1% nói rằng họ vẫn chưa có bị ảnh hưởng tiêu cực lắm, tuy nhiên là một cái viễn ảnh trước mắt của họ. Và theo tường trình của phòng thương mại của Nam Hàn cho biết thì Trung Quốc đã gia tăng rất nhiều việc xuất cảng những cái hàng tồn kho của họ xâm nhập vào thị trường của Nam Hàn và bán phá giá trong thị trường tại đây. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất từ Nam Hàn e ngại rằng là tình trạng bán phá giá và hàng tồn kho của Trung Quốc có thể sẽ gây hại cho các công xưởng sản xuất tại Nam Hàn ở địa phương. Và điều này đang xảy ra tương tự tại khu vực Âu Châu, trong lúc mà Âu Châu đang tìm cách siết chặt tất cả những mặt hàng tồn kho bán phá giá của Trung Quốc trong tràn ngập thị trường của Âu Châu, đặc biệt là kỹ nghệ về xe EV. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất của Nam Hàn đưa ra. Và Tổng thống Yoon Seok-yeol cho biết ông sẽ có một chiến lược chặn đứng tình trạng xuất cảng vô tội vạ hàng tồn kho của Trung Quốc qua phía của Nam Hàn thông qua một số công ty của Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ như thường lệ, chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron, một đại nhạc hội với sự tham dự đông đảo anh chị em nghệ sĩ diễn ra vào ngày 17 và ngày 18 tây tháng 8 này ở tại chi nhánh của công ty Teletron ở thành phố Houston, ngay trên đại lộ Bel Air, nằm cạnh chợ Tân Bình, và diễn ra trong ngày 17 và ngày 18 tây tháng này. Nếu quý vị nào mà ở Houston và vùng phụ cận có thể về tham dự trong 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật, tức là 17 và 18 tây, mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình quý vị là 281-495-8999, 281-495-8999, hoặc vào trang web của công ty Teletron để biết thêm chi tiết là teletronusa.com, teletronusa.com. Bên cạnh đó thì Phong cũng được thông báo đó là Phong và Phương Mai cũng sẽ có mặt 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật 17 và 18 tây ở tại chi nhánh của Teletron để gặp gỡ với tất cả khán giả thân hữu của TNP Channel. Quý vị nào ở gần Houston vùng phụ cận mà là khán giả và là thân hữu của TNP Channel thì có thể ghé về thành phố Houston trong 2 ngày này để gặp gỡ, hàn huyên, tâm sự và chụp hình lưu niệm với tất cả khán thính giả của TNP Channel. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều cho cái thông báo này. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha. Lướt qua tất cả những lời chào hỏi của quý vị. Nếu Iran đã có vũ khí nguyên tử thì Do Thái Mỹ có còn tấn công được hay không? Và có thể năm sau ông Trump mới trở lại tòa Bạch Ốc? Chưa biết được. Khi mà họ có cái bom nguyên tử và hạt nhân thì cái mức răn đe rất là cao. Do đó muốn tấn công phải suy nghĩ nếu Iran liều lĩnh sử dụng loại vũ khí này, tác hại nó tới mức độ nào. Do đó nếu mà Iran có được vũ khí nguyên tử, tức là bom hạt nhân hoặc là đầu đạn hỏa tiễn nguyên tử đó, thì nó có tính chất răn đe rất cao. Muốn tấn công chúng ta phải cân nhắc rất cẩn thận, bởi vì Iran có thể sử dụng tất cả loại vũ khí của họ nha. Rồi tiếp tục. Ok, China có tham vọng chế tạo robot với mục tiêu robot thật con người để chiến đấu chống lại con người, có phải không anh Phong? Dạ, đó là cái bản báo cáo được đưa lên Quốc hội ngày hôm qua và ngày hôm nay. Và trong đó họ cho thấy hình ảnh là Trung Quốc chế tạo những robot có hình dạng người. Và không loại trừ họ biến những cái robot này trở thành những binh sĩ nằm trong cái lực lượng quân đội của họ. Và các nhà lập pháp Hoa Kỳ gọi là Steel Robot, tức là những robot tàng hình, hay là còn gọi là Steel Army, tức là lực lượng quân đội tàng hình. Và rất nguy hiểm. Và điều này thì hai vấn đề các cái thành viên trong Quốc hội đưa ra. Thứ nhất là không cho phép những loại robot này được nhập cảng vào Hoa Kỳ. Thứ hai là công ty chip điện tử nào vẫn tiếp tục có những cái chip điện tử của họ được sử dụng trong các robot này. Trong khi đó, bản báo cáo khác cho biết là công ty Nvidia họ đã đáp ứng được cái yêu cầu của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính là họ không bán các chip điện tử này qua Trung Quốc. Nhưng
ở Trung Quốc vẫn dùng được chip điện tử và video card của Nvidia. Có nghĩa là một số quốc gia mà khách hàng của công ty này đã mua lại và bây giờ họ nói rằng bán trên thị trường đen, tức là black market. Và lực lượng PLA, tức là lực lượng quân đội Cộng sản Trung Quốc, đã sử dụng thị trường đen này để thu mua các cái video card và các cái chip điện tử semiconductor của công ty Nvidia. Vấn đề ở chỗ là công ty Nvidia phải rõ ràng. Họ phải thông báo khách hàng của họ cho phía của Bộ Thương mại và Tài chánh Hoa Kỳ biết. Và những khách hàng này phải nói rõ họ mua các chip điện tử và video card đó cho mục tiêu gì. Hay là họ mua số lượng lớn, rồi họ tuồn một số ra, họ bán trong thị trường đen. Một số còn lại họ làm cái bình phong sản xuất ở trước mặt. Thì quý vị, đây là một cái điều rất nguy hiểm và nó đã xảy ra. Có nghĩa là Trung Quốc không có đủ khả năng sản xuất chip điện tử cho kỹ nghệ AI và robot. Họ có khả năng sản xuất chip điện tử cho phone, cho tablet hay những cái gì đó thôi. Hay là một số những cái computer nhỏ thôi. Họ không đủ sản xuất chip điện tử cho ngành AI và cái ngành robot. Như vậy thì làm sao ngăn chặn chuyện này? Đó là cái câu hỏi của Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra ngày hôm nay. Thứ nhất là ngăn chặn không cho robot đó xâm nhập vào Hoa Kỳ. Thứ hai, nguồn chip điện tử nào đã được giúp cho các công ty Trung Quốc có thể làm được chuyện này. Ok. Rồi, tiếp tục. Bà Harris chọn Tim Wood làm VP, theo anh, ông Wood có ảnh hưởng như thế nào trong chiến dịch Harris? Tôi chỉ biết cái tin đó mới ra sáng ngày hôm nay. Tim Wood là thống đốc của tiểu bang Minnesota. Ông ta từng phục vụ trong cái vai trò là vệ binh quốc gia. Ông ta sinh trưởng tại Alaska. Và bây giờ thì ông ta đang là thống đốc của tiểu bang Minnesota nhiệm kỳ 2. Và trước khi trở thành thống đốc của tiểu bang Minnesota, ông ta là dân biểu quốc hội 5 nhiệm kỳ. Tức là ông ta giữ chức dân biểu quốc hội Hoa Kỳ 10 năm. Thì nhân vật này tôi cũng không biết là tại sao bà chọn ông Tim Walz thay vì là Shapiro của Pennsylvania, giúp cho bà ta có thể lấy được cái phiếu ở tại Pennsylvania. Nhưng mà tiểu bang ở Minnesota thì nằm gần các tiểu bang đó. Thì cái thông báo chính thức của AP đưa ra ngày hôm nay, thì bây giờ chúng ta đang chờ xem coi ông này thì có một số những khuynh hướng rất cấp tiến, cực tả. Trong đó thứ nhất là ông đã ủng hộ cho quyền phá thai. Thứ hai là ông cho phép bán cần sa trong tinh cách giải trí. Ông đã ký luật này ở Minnesota. Tức là sử dụng cần, không phải sử dụng trong y tế không, mà sử dụng trong vấn đề giải trí luôn. Thứ ba là ông ta siết chặt cái quyền sở hữu vũ khí của người dân ở Minnesota. Thì ông này thuộc khuynh hướng cấp tiến. Và ông ta từng tốt nghiệp về khoa xã hội ở tại tiểu bang Nebraska. Thì tôi chưa biết, nhưng mà tốt nghiệp về khoa xã hội thì quý vị biết được là ông ta đi về chủ trương của dân chủ xã hội hay là xã hội chủ nghĩa rồi. Ok. Rồi, tiếp tục. Tình hình Trung Đông biến động như vậy lo cho Đài Loan. Thật sự quý vị, tôi thì không lo Đài Loan lắm. Nhưng tôi lo ở khu vực của Biển Đông nhiều hơn. Tại vì dấu hiệu gần đây cho thấy là Bắc Kinh đã quân sự hóa Biển Đông và đang tìm cách gọi là trục lợi ở khu vực này. Tại vì nó có lợi cho Bắc Kinh nhiều hơn so với eo biển Đài Loan nha. Rồi, tiếp tục. Theo chương trình Hilton nhật ký của chú thì đảng Dân Chủ lần này thất cử lại là dở trò đại dịch tiếp. Thì tôi đã nói quý vị trong cái bài phân tích của tôi, hai kịch bản. Nếu như mà Kamala Harris thắng cử thì đại dịch không có, nó từ từ chìm xuống. Nhưng nếu ông Trump thắng cử thì nó sẽ bùng phát. Thứ nhất là cái H5N1 bây giờ lại báo cáo là lây nhiễm qua con người. Thứ hai là cái Mpox. Đây là một cái đại dịch, đây là một cái dịch di truyền, nhưng mà nó truyền qua cái đường tình dục chứ không phải là qua hơi thở. Còn H5N1 là truyền qua hơi thở luôn. Thì bây giờ chúng ta đang chờ xem coi họ làm như thế nào. Nếu mà Kamala Harris thắng cử thì coi như vụ này chìm xuống. Còn nếu mà ông Trump thắng cử, nó sẽ thổi lớn và chúng ta sẽ lao đao trong năm 2025. Vừa phải chống dịch, vừa phải đối phó với tình trạng kinh tế khó khăn. Nếu ông Trump thắng cử. Và nó sẽ gây lúng túng cho ông Trump. Nha. Rồi, tiếp tục.
Wow, lướt con cái. À. Dịch bệnh ở Congo có thể trở thành đại dịch toàn cầu không? Thì bây giờ ngày hôm nay ông Tedros ông nói đó, ông đang cân nhắc và ban hành cái là lệnh khẩn cấp đại dịch trên toàn cầu đó. Bây giờ nó lây lan ra 15 quốc gia ở Phi châu và đa số thì tập trung ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Nhưng mà ông ta không loại trừ nó sẽ lan rộng qua tất cả những quốc gia khác. Đây là một trong những cái trò lót đường của ông ta. Tại vì ông ta biết khi ông Trump lên, tất cả ngân sách dành cho WHO sẽ bị cắt bỏ hết. Do đó, đây là đòn chính trị của Tedros đó. Và Tedros vẫn chưa bao giờ nhận trách nhiệm trong đại dịch toàn cầu cả. Quý vị, đại dịch của toàn cầu năm 2020, thật sự nó bắt nguồn từ cuối năm cuối tháng 11 năm 2019, đầu tháng 12. Nhưng mãi cho tới 30 tây tháng Giêng, ông ta mới đưa ra cái gọi là lệnh khẩn cấp trên toàn cầu. 2 tháng trời, cả 100.000 người Trung Quốc bay ra khỏi Trung Quốc và đem đại dịch đi lan rộng, đang rộng cả cả thế giới. Ông ta vẫn chưa chịu trách nhiệm. Trong khi tháng 12, bác sĩ Đài Loan đã gửi báo cáo sau khi họ họp với lại các bác sĩ của Trung Quốc qua màn hình Zoom. Họ nói là có trường hợp lây nhiễm qua con người. Thì bản báo cáo của bác sĩ Đài Loan bị dục vào thùng rác. Bởi vì Đài Loan không phải là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới. Cho nên nó bị dục vô thùng rác hết. Quý vị, đây chính là cái mà tôi nói với quý vị là họ sắp kịch bản này rồi nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái đọc rồi nha. Ok. Do Thái và Hoa Kỳ nên chặt đầu rắn Iran coi như là xong. Theo quan điểm của tôi là như vậy. Nhưng bây giờ khổ một cái kẻ nắm quyền là Biden. Biden không muốn có sự xung đột với Iran, mà ngược lại Biden còn đang tìm cách chiều chuộng Iran. Do đó, nếu mà người khác nắm quyền thì tôi nghĩ rằng đã xong rồi. Nhưng Biden nắm quyền thì nó là tình hình khác đi nha. Nguy cơ lan rộng chiến tranh tại Trung Đông khó tránh khỏi. Điều này càng làm cho Biden và Harris lúng túng như bò đội mũ và có thể làm giảm điểm trong cuộc tranh cử. Do đó bây giờ ông ta tăng cường rất nhiều kiềm chế. Ông ta huy động 4 cái hàng không mẫu hạm, hàng chục tàu chiến để kiềm chế thôi. Tức là bắn chặn những cái gì của Iran bắn vào Do Thái thôi. Nhưng sẽ không tấn công Iran. Và kiềm chế không cho Netanyahu tấn công Iran. Ông ta tìm cách đó để ngăn cản cuộc chiến này, tại vì ông ta biết cuộc chiến này mà bùng nổ thì coi như là đảng Dân Chủ không còn cửa thắng nữa. Nếu cuộc chiến này bùng nổ nha. Rồi tiếp tục. Như vậy trong giai đoạn thử nghiệm robot thông thường, nếu thành công robot quân sự sẽ làm cho loài người gặp nguy hiểm. Chắc chắn. Quý vị nghĩ sao vậy? Và nhất là cái lượng chip điện tử. Nó sẽ phải sản xuất hàng loạt những chip điện tử dành cho kỹ nghệ robot này. Và quý vị, gần như trên thế giới, hai công ty đứng đầu về cái ngành video call là Nvidia và AMD. Ok, mà hai công ty này, quý vị, nếu mà quý vị dùng bất kỳ cái gì mà có màn hình, từ cái robot, màn hình của robot cho tới cái màn hình trên máy computer, đều là nhờ vào chip điện tử của Nvidia và của AMD. Thì quý vị, bây giờ làm sao chúng ta phải ngăn chặn được thị trường đen Black Market, tại vì thị trường đen là nơi tiêu thụ rất lớn cái khối chip điện tử này và hầu hết cái nơi thu mua là PLA, lực lượng quân đội cộng sản Trung Quốc. Ok, và nó là thị trường đen rồi, Black Market rồi, làm sao chúng ta kiểm soát đây? Nhưng mà đây chính là cái trò của những tay đại gia, khi bị cấm họ cố tình tạo ra thị trường đen để họ phủi tay, vẫn bán được hàng mà không cần chịu trách nhiệm. Đây là cái trò của các công ty lớn và nó thường xuất hiện ở tại Trung Quốc và ở tại Nga, nhất là cái thị trường vũ khí. Thị trường vũ khí trên nguyên tắc Nga và Trung Quốc bán cho nước nào thì họ báo cáo đầy đủ, là bởi vì các quốc gia sản xuất vũ khí có một cái hiệp ước đó. Nhưng mà bây giờ quý vị, họ tạo ra thị trường đen ở Phi Châu, ở Trung Đông, rồi cái là họ bán cho những quốc gia khác thôi, còn những quốc gia muốn khác muốn bán muốn làm gì làm, họ không quan tâm. Thì cuối cùng quý vị, vũ khí của Nga và của Trung Quốc nằm đầy ở thị trường đen hết. Đây là cách của những cái công ty đó nó tạo ra thị trường đen. Khi mà nó bị giới hạn ở trên quốc tế thì nó cố tình tạo ra thị trường đen để nó phủi tay. Tôi đâu có bán đâu. Cái này thị trường đen mà. Tức là thị trường bất hợp pháp mà. Quý vị,
Cách này là cái cách hay nhất, nó vừa tiêu thụ được hàng mà nó không cần chịu trách nhiệm. Thì bây giờ Nvidia đang đi vào cái hướng này đó. Ok. Rồi tiếp tục. Game bệnh dịch của Đảng Dân Chủ không chừa ai vì muốn ăn gian tiếp. Thì tôi nói quý vị, họ soạn hai kịch bản mà. Tại sao cái còn có 90 ngày thì cái tin này đưa ra? Là bởi vì quý vị đang trong giai đoạn Joe Biden cầm quyền. Còn trong giai đoạn ông Trump cầm quyền, nó đưa ra trước 1 năm để bắt đầu phát động. Còn với Joe Biden cầm quyền thì nó đâu có muốn gây tác hại cho Joe Biden, cho nên nó đợi có 90 ngày thôi nó mới tung cái tin này ra để nó làm cái cục đá dò đường, và cũng đồng thời là tạo một cái nền tảng sẵn sàng để bắt đầu cho nó bùng nổ trong tương lai nếu ông Trump thắng cử. Còn nếu ông Trump thắng cử thì từ từ nó xẹp xuống, nó biến mất. Ok. Ok, đã công nhận là khủng bố mà còn bênh vực thì không biết thế giới này đi vào đâu anh Phong. Cái vấn đề tôi đang hỏi quý vị, trên nguyên tắc Hoa Kỳ và Âu Châu xem Hamas là tổ chức khủng bố, terrorist organization, vậy thì tại sao phải đi thỏa hiệp với khủng bố? Trên nguyên tắc nha, tôi không nói tất cả các quốc gia, nhưng Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ xem Hamas là khủng bố, Hezbollah là khủng bố, vậy tại sao vẫn đi thỏa hiệp với khủng bố? Quý vị trả lời cho tôi nghe đi. Ok. Rồi tiếp tục. Tôi đang cam đã dám cam kết với các bạn là cả phó tổng thống Cambridge chọn ai làm VP thì bà ta không bao giờ thắng được đâu. Ông này có một cái record, ổng đã phá kỷ lục gây quỹ trong năm ngoái cho Đảng Dân Chủ. Teamwork. Do đó thì chúng ta cũng chưa có biết được là, nhưng mà ông ta được xem là thành phần đã thực hiện những chính sách cực tả ở tại Minnesota. Do đó thì bây giờ chúng ta chờ xem coi kỳ này ông ta được chọn thì cái tầm ảnh hưởng như thế nào. Bởi vì trong cái giai đoạn mà năm 2020 ông ta thông đồng với lại cái thành phố Minneapolis giảm ngân sách của cảnh sát khi mà xảy ra vụ George Floyd. Do đó thì bây giờ chờ coi phản ứng của các phía như thế nào đã. Trước đó thì hai người, ông ta và ông Shapiro của tiểu bang Pennsylvania, thì ai cũng nhìn thấy là chọn Shapiro có lợi cho Kamala Harris, tại đây là tiểu bang chiến lược. Nhưng bây giờ bất ngờ bà ta lại chọn ông Tim Walz của Minnesota, thống đốc của tiểu bang Minnesota. Thì tôi chưa biết được là tình hình như thế nào nha. Rồi tiếp tục. Có khi nào bộ phim Kẻ Hủy Diệt trở thành sự thật không anh Phong? Robot sẽ phản lại con người. Tôi nói quý vị, AI nó nguy hiểm cho nó khi nó ngoài tầm kiểm soát. Khi nó ngoài tầm kiểm soát thì không ai biết được chuyện gì xảy ra hết. Robot là được điều khiển bởi AI. Ok, thì điều này nó sẽ gây nguy hiểm rất nhiều cho con người, đi tới hủy diệt luôn. Đi tới hủy diệt luôn. Khi con người dựa vào robot thì thế đi, bây giờ quý vị thậm chí đứng rửa chén cũng nhờ robot, rồi quét nhà lau nhà cũng nhờ robot. Tức là chúng ta đang dựa vào cái nền kỹ thuật. Một khi mà cái nền kỹ thuật đó nó bị hack, nó bị out control thì sao? Ví dụ con robot đang rửa chén, rồi cái tự nhiên con robot bị hack vô một cái nó điều khiển con robot cầm dao giết người thì sao? Không ai nói được. Đây là cái nguy hiểm của AI đó. Khi mà cái hệ thống bị xâm nhập, đó là lý do tại sao mà cái bị nhiều người Mỹ họ thấy được xe điện là xu thế nhưng mà họ không thích. Tại vì xe điện điều khiển bằng nhiên liệu không? Mà cái nhiên liệu đó lỡ như bị điều khiển thì họ sẽ nguy hiểm. Đang lái xe giữa chừng tự nhiên có thằng nó xâm nhập vô, nó điều khiển tay lái luôn. Thì robot cũng vậy. Robot cũng vậy, cái hệ thống an toàn để bảo đảm nó như thế nào để không bị hack. Chứ tôi không nói là cái vấn đề mà robot tự mình làm chuyện gì khác. Tôi chỉ nói những tên hacker thôi. Nó có khả năng làm chuyện này đó. Nó có khả năng làm chuyện này đó. Quý vị thấy, ngay cả blockchain là một cái kỹ thuật gọi là phân tán mỏng tất cả dữ liệu, mà hacker nó còn tụ lại được để mà nó đánh cắp tất cả tiền bạc của người khác. Thì không có gì hacker không làm được.
Do đó cái vị mức độ an toàn nằm ở chỗ nào? Đây là cái sự nguy hiểm hủy diệt nó nằm ở chỗ này đó nha. Rồi tiếp tục. Lướt qua một số cái nữa. Ok, dục vọng cũng cỡ nhờ robot gớm quá. Thật sự quý vị, tôi đã nói quý vị là khi phát triển, thật sự cái quốc gia mà phát triển robot nhiều nhất là nước Nhật đó. Nước Nhật từ thập niên 90 cho tới bây giờ đó, họ có đủ loại robot hết. Nhưng mà họ bán trong nước của họ và họ kiểm soát lại. Ở trong nước của họ thôi, họ không bán nó ra nước ngoài nhiều. Thì những cái robot này nó đã vận hành tại nước Nhật từ nhiều năm nay rồi. Nhưng mà tại vì Nhật hiểu được, họ giới hạn rất nhiều, họ không cho phát triển đi tới cái mức gọi là cực đoan. Trên thế giới thật sự cái quốc gia mà phát triển robot nhiều nhất là nước Nhật. Nhưng mà họ chỉ giới hạn một số những cái lĩnh vực nào đó thôi và không cho phép phát triển thêm. Nhưng bây giờ cái cuộc cách mạng trên toàn cầu nó bùng nổ, tất cả đều lệ thuộc vào chip điện tử. Thì Trung Quốc lại chiếm tiên phong đi trước. Có điều là Trung Quốc không có khả năng sản xuất chip điện tử. Cái đó nằm trong tay của Hoa Kỳ và các đồng minh. Thì quý vị, đây là một trong những cái rất nguy hiểm và nó có thể dẫn tới một cái cục diện nguy hiểm cho toàn cầu. Nha. Rồi. Ông Trump không ủng hộ cho xe điện thì về cơ bản đâu có lợi cho Elon Musk mà ổng vẫn ủng hộ ông Trump, phải không? Thật sự ông Trump không phải không ủng hộ cho xe điện, mà ổng không muốn là Trung Quốc làm chủ xe điện. Ổng không muốn Trung Quốc khống chế toàn bộ hệ thống xe điện trên toàn cầu. Chứ thật sự ông Trump chả có gì mà ổng kỳ thị xe điện cả. Xe điện có thì tốt nhưng phải có sự cạnh tranh. Tức là ai muốn mua xe điện thì mua, ai muốn mua xe xăng thì mua. Chứ không thể ép người ta đi mua xe điện và không cho phép người ta mua xe xăng. Cái đó là ông Trump chống. Còn Elon Musk thấy rõ ràng ổng là có lợi nhất. Ổng là có lợi nhất trên mặt trận xe điện đó. Nhưng mà ổng biết rõ. Ổng biết rõ cái trò áp đặt của đám cánh tả. Cho nên ổng cũng chống đó. Và ổng ủng hộ trong Trump là như vậy. Ổng muốn là tất cả mọi thứ đều phát triển tự nhiên. Đó quý vị thấy. Hệ thống xe điện bắt đầu xuất hiện. Thì quý vị, Elon Musk phải bỏ tiền túi đi xây dựng những cái trạm chạc điện. Rồi sau đó ai muốn xây trạm chạc điện thì xây. Với cái sự đồng ý của Elon Musk và công ty Tesla. Trong khi đó, Joe Biden lên thì ông ta bắt lấy ngân sách quốc gia đi xây hết tất cả cái trạm chạc điện. Ông Elon Musk ông chống, nói no. Ngày xưa lúc mà xe xăng á, cây xăng là do cá nhân dựng ra, đâu có chính phủ nào dựng ra đâu. Đó là hành động kiểm soát và áp đặt. Do đó, ông Elon Musk, ông chống luôn chuyện này. Ông nói no, phải để cho cái sự phát triển nó tự nhiên. Không thể áp đặt được. Nhưng mà Joe Biden thì áp đặt nha. Rồi, tiếp tục. Đức Giáo Hoàng cũng cảnh báo về AI mất sự làm chủ của con người. Thì tôi nói quý vị có thể làm chủ, không đến nỗi mất sự làm chủ đâu. Nhưng một khi mà nó hack vào thì sao? Đó quý vị thấy, ngay cả Microsoft là cái công ty được xem là đứng đầu thế giới đó, mà vẫn có những cái lỗ hổng an ninh nó xâm nhập vào, nó đánh cắp dữ liệu, gây ảnh hưởng. Vừa rồi đó, quý vị thấy cái công ty mà cung cấp dịch vụ an ninh cho Microsoft là CrowdStrike đó. Làm cho toàn bộ cái hệ thống nhà băng, ngân hàng và các công ty hàng không bị tê liệt đó. Là do hacker xâm nhập đó. Thì quý vị, làm sao bảo đảm được những con robot này khi nó xâm nhập và nó điều khiển, nó lốt vào những cái program nguy hiểm, nó không có gì kiểm soát cả. Vừa rồi quý vị thấy Microsoft là công ty đứng đầu thế giới rồi, và CrowdStrike là công ty an ninh hàng đầu của thế giới rồi, mà còn bị lỗ hổng an ninh để cho các hãng hàng không và các ngân hàng bị xâm nhập, khiến cho các công ty hàng không phải hủy bỏ tất cả các chuyến bay trên toàn cầu. Nội cái này không còn chưa được an toàn, cứ bị nghĩ robot mà Trung Quốc sản xuất nữa, thì cái mức độ nguy hiểm là tới mức độ nào? Quý vị cứ nhìn vô cái vấn đề đó là chúng ta thấy ngay. Rồi mai này những chiếc xe điện Trung Quốc sản xuất như là BYD á, lỡ hacker nó xâm nhập vô, nó lái xe cho quý vị luôn. Thay vì lái tới chỗ nơi, nó đâm mẹ nó vào trong cái một cái bức tường nào đó.
Lúc đó quý vị làm sao? Hãng của Tesla thì họ còn bảo đảm 3 4 vòng an ninh này nọ. Mấy cái hãng của Trung Quốc làm sao bảo đảm an ninh? Nó điều khiển bằng nhiên liệu mà. Rồi lỡ bị hacker xâm nhập thì sao? Quý vị tự kiếm đâu câu trả lời. Trong khi tôi lái xe xăng, tôi không có bị điều khiển gì hết, tôi tự đề máy, tôi tự tắt máy, tôi không có điều khiển cái gì bằng app hết. Thì tôi đâu có sợ thằng nào nó giật cái tay lái của tôi đâu. Còn quý vị lái xe bằng app ở trên các xe điện thì cái quyền điều khiển vô lăng của quý vị nó cướp được như thường. Đây là cái sự nguy hiểm của AI đó nha. Rồi tiếp tục. À ok, mục tiêu của Elon Musk khi mua Twitter là bảo vệ tiếng nói tự do phải không? Không, chứ ông mua làm gì, ông đâu cần đâu, ông đâu cần đâu. Ông chủ yếu của ông là ông nói là ông bảo vệ cho cái tiếng nói của người dân và bảo vệ cái tu chính án số 1, tức là freedom of speech. Thì quý vị, bây giờ ông trở thành nạn nhân bị tấn công đó. Tụi nó hùa nhau, nó chặn quảng cáo đó, để nó làm cho công ty của ông bị thua lỗ đó. Nhưng mà ông đâu có sợ. Ok, công ty này lỗ, công ty khác lời, bù qua cấn lại. SpaceX lời, Neuralink lời, rồi Tesla lời. Thì ông không có sợ, ông tính toán con số rồi và ông sẵn sàng đi cái game này tới tận cùng, bất kể là tụi nó cắt bỏ quảng cáo ông cũng không sợ. Và những người sử dụng platform X như tôi nè, sẵn sàng trả tiền mỗi tháng, đâu cần tới quảng cáo đâu, nhưng mà cái tiếng nói mình được duy trì. Bây giờ đám Âu Châu ra luật đồ quốc ổng đó, ổng đâu sợ đâu, cùng lắm cắt bỏ hết thị trường Âu Châu thôi, rút ra khỏi thị trường Âu Châu thôi, giống như năm xưa Google rút ra khỏi Trung Quốc thôi. Ổng không sợ, quan trọng nhất duy trì tiếng nói đa chiều, tất cả các ý kiến đều được đưa lên. Đó là cái mục tiêu của Elon Musk mua lại cái trang Twitter và ổng đặt tên là Platform X đó, nha. Rồi Trung Quốc sản xuất robot rửa chén lau nhà là ok giá. Rồi một ngày nào đó hacker nó hack vô trong cái con robot đó, nó vô lại program mới, rồi thay vì rửa chén lau nhà nó xách dao nó chém người, hay là nó đập phá nguyên căn nhà, hay là nó bóp cổ con mình, làm sao bảo đảm, làm sao bảo đảm được những chuyện này? Do đó quý vị, tôi nói nguy hiểm là như vậy và Quốc hội Hoa Kỳ báo động là như vậy, tại vì cái mức phát triển của Trung Quốc là ngoài tầm kiểm soát nha. Rồi tiếp tục. Xe của Trung Quốc có cho cũng không dám chạy, vậy mà nó bán phá giá trên thị trường của Âu Châu. Bây giờ dân Âu Châu dùng nhiều lắm, và dân Thái Lan mua BYD nhiều lắm, dân Việt Nam cũng mua BYD nhiều lắm. BYD là công ty xe điện hàng đầu của Trung Quốc đó. Bây giờ nó đang bán phá giá trong thị trường Âu Châu, nó bán 9.000 10.000 chiếc, trong khi xe điện Âu Châu bán tới mấy chục ngàn euro, cả trăm ngàn euro. Xe Trung Quốc bán có 90 ngàn, vẫn có dân ham rẻ mua, vẫn có nhiều người ham rẻ đồ Trung Quốc vẫn mua. Đây là lý do tôi nói quý vị là họ đang tìm cách gọi là thúc đẩy mà. Và chưa kể quý vị, cái hệ thống điều khiển nhiên liệu đó nhà nước Cộng sản Trung Quốc có thể xâm nhập. Dữ liệu quý vị mua một chiếc xe điện là Cộng sản Trung Quốc nắm hết, nó nắm hết dữ liệu của quý vị luôn. Lúc đó quý vị làm thế nào? Ok. Ok. Chính Elon Musk cũng cảnh báo mối nguy hiểm của AI mà. Vấn đề ở chỗ, ổng cảnh cáo là ổng thấy được tiềm năng nguy hiểm tôi vừa đưa ra. Còn cái đám cánh tả thì nó cảnh cáo là để nó đẩy lại tất cả những cái thông tin từ phía cánh hữu. Hai cái khác nhau nha. Ông Elon Musk báo động về tiềm năng nguy hiểm của cái AI. Đám cánh tả cũng báo động, nhưng mà đám cánh tả nó báo động là bởi vì AI mở con đường cho những người phát biểu về cái khuynh hướng của họ. Thì đám nó không muốn. Do đó, hai cái ý định nó khác nhau nha. Rồi tiếp tục. Có những người vô đây mà nói tầm bậy tầm bạ thì mình cho nó đi luôn nha. Ok. Ok.
Trung Quốc không có đạo đức nên bỏ qua nhiều yếu tố an toàn. Tôi nói quý vị, không có cái gì an toàn cả. Đó, quý vị thấy vừa rồi đó, Microsoft đó, có phải là an toàn không? Thì bây giờ nếu mà Trung Quốc sản xuất robot, sản xuất ra AI, lúc đó quý vị dùng vô, quý vị còn nguy hiểm hơn nữa. Thứ nhất, dữ liệu mình cũng bị Trung Quốc nắm cổ. Thứ hai, lỡ mà hacker nó xâm nhập một cái, lấy gì đỡ? Lấy gì đỡ đi quý vị? Ok. Đó là những gì mà chúng ta phải chứng kiến trong cái giai đoạn này đó. Ok. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.